Hòa Ái và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Hai, mùng 10 tháng 11 năm 2014. Chúng tôi mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý. Việt Nam và Trung Quốc đồng thuận giải quyết các bất đồng trên biển. Hoa Kỳ tạo điều kiện dễ dàng cho sinh viên, du khách và nhà đầu tư Trung Quốc. Thưa quý vị, bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra ở Bắc Kinh từ ngày 9 đến 11 tháng 11, hôm nay, Việt Nam và Trung Quốc một lần nữa đồng thuận giải quyết các bất đồng trên biển bằng phương cách hòa bình. Trong dịp gặp gỡ Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng hai nước vẫn tôn trọng lẫn nhau và tập trung vào các lợi ích lâu dài. Ông Tập nói thêm rằng bất chấp có những lúc thăng trầm, mối quan hệ Việt-Trung liên tục đạt được những tiến bộ. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc kể từ khi quan hệ hai nước xấu đi một cách nghiêm trọng từ đầu tháng 5 năm 2014 do vụ giàn khoan Hải Dương 981. Theo Thông tấn xã Việt Nam, hôm qua, mùng 9 tháng 11, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã gặp gỡ Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí phối hợp thúc đẩy duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên Biển Đông. Hai bên đã trao đổi về định hướng đẩy mạnh hợp tác chính trị, hợp tác biển và đại dương, cũng như đối ngoại, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa, du lịch. Được biết, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia đã bị Trung Quốc liên tục gây hấn xâm phạm chủ quyền biển đảo. Trong diễn từ đọc tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Bắc Kinh, hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo sẽ gia tăng thời hạn thị thực nhập cảnh cho sinh viên, du khách và nhà đầu tư Trung Quốc. Người đứng đầu Nhà Trắng bày tỏ mong muốn Trung Quốc thăng tiến mặc dù quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng. Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc mở cửa thị trường, kiểm soát chặt tỷ giá ngoại hối cũng như tôn trọng nhân quyền và quyền tự do báo chí. Trong dịp này, nhận định về phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, ông Obama nói rằng cần ưu tiên tránh bạo lực và Hoa Kỳ luôn tiếp tục quan tâm tới tình trạng nhân quyền ở Hoa Lục. Cũng liên quan tới Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, hôm nay, hai nhà lãnh đạo Nhật Bản-Trung Quốc đã có cuộc gặp ở Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được cho là cuộc gặp mang tính cách đột phá trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung đang bế tắc vì tranh chấp chủ quyền biển đảo. Thủ tướng Nhật nói cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là bước thứ nhất tiến tới hàn gắn quan hệ ngoại giao rạn nứt giữa Tokyo và Bắc Kinh. Nhật Bản và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn trong top đầu của thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Ông Abe nói với báo chí Nhật rằng ông đề nghị ông Tập Cận Bình thiết lập một đường dây nóng Trung-Nhật để ngăn ngừa đụng độ trên biển. Hai bên hiện đang có những bước cụ thể về vấn đề này. Tuy vậy, giới chức Nhật Bản cho báo chí biết là trong 30 phút hội đàm tay đôi giữa ông Abe và ông Tập, vấn đề chủ quyền các hòn đảo tranh chấp không được đề cập tới. Trung Quốc và Hàn Quốc hôm nay cho biết đã đạt được thỏa thuận mậu dịch tự do dỡ bỏ quan thuế 90% các loại hàng hóa xuất nhập khẩu và chỉ còn một vài chi tiết đang được thương thuyết. Loan báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói rằng Hàn, Trung đã đạt tới một thỏa thuận hiệu quả trong khi ông Tập Cận Bình mô tả đây là một trong những khai thông quan trọng. Tuyên bố của chính phủ Hàn Quốc nói rằng những vấn đề tồn tại sẽ phải được tiếp tục giải quyết trước khi Hiệp định Mậu dịch Tự do Hàn-Trung chính thức được ký kết và hiệp định sẽ phải được Quốc hội hai nước phê chuẩn. Tiếp sau Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Bắc Kinh, vào thứ Tư tuần này sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN ở Myanmar. Tin ghi nhận vấn đề chủ quyền khai thác tài nguyên trên biển Nam Trung Hoa hay Biển Đông Việt Nam sẽ là đề tài được bàn cãi. Trung Quốc áp đặt chủ quyền đường lưỡi bò phủ trùm hầu hết biển Đông Nam Á, kể cả các vùng biển gần bờ của các nước láng giềng như Việt Nam và Philippines. Các nhà lãnh đạo các cường quốc như Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ hội tụ ở Naypyidaw để tham dự hội nghị cấp cao khu vực Đông Á. Trong dịp gặp gỡ các nguyên thủ các nước ASEAN, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được cho là sẽ nhấn mạnh tới vai trò của Hoa Kỳ trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và vấn đề tự do hàng hải và an ninh trên biển. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, Vũ Hoàng và Hoa Ái xin kính chào tạm biệt.